Chiến sự ngày mùng 5 tháng 6, Nga ồ ạt tấn công Ukraina, giao tranh căng thẳng trong lãnh thổ Nga. Các nhóm vũ trang chống Nga đã tấn công một ngôi làng ở biên giới và tuyên bố đang giữ hai tù binh, đề nghị gặp mặt lãnh đạo chính quyền địa phương. Nga tấn công sân bay Ukraina, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov ngày mùng 4 tháng 6 thông báo, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn hai tên lửa tầm xa Storm Shadow, hai tên lửa chiến thuật tok u và 14 dốc kết của Ukraina trong 24 giờ, theo TASS. Bên cạnh đó, 21, UAV bị bắn rơi tại bốn khu vực Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia và Biển Đen. Máy bay và pháo binh Nga đánh trúng 96 đơn vị pháo binh Ukraine trong 24 giờ, phá hủy hai kho vũ khí của hai lữ đoàn Ukraine tại Zaporizhia. Phát ngôn viên một đơn vị tên lửa Iskander của Nga thông báo đã phá hủy một kho vũ khí của Ukraine gần khu định cư Zuka ở tỉnh Donetsk. Phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã dùng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa tấn công các sân bay của Ukraine trong đêm, làm hư hại các máy bay và cơ sở liên quan. Không quân Ukraine xác nhận hai tên lửa rơi xuống sân bay ở thành phố Zopiki ở miền Trung nhưng không nêu thiệt hại. Về phía Ukraine, tư lệnh lực lượng trên bộ của nước này nói đã giành được hai chiến thắng nhỏ tại Donetsk và Luhansk. Cụ thể, tư lệnh Alexander Siki cho biết đã tiến thêm 400 mét đến gần thị trấn Vatove ở Luhansk và giành lại một số khu vực ở phía nam Bamut tại Donetsk. Cùng ngày, Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm leo thang căng thẳng thêm. Chúng tôi đã thấy họ bắt đầu thảo luận về việc chuyển giao tên lửa có tầm bắn 500 km hoặc hơn từ Pháp, Đức, đây là những vũ khí chất lượng, sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng. Ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia 1, vị quan chức cho rằng điều đó buộc Nga phải củng cố lực lượng, mạnh mẽ và cơ động hơn, tiếp tục những điều đang làm, chúng ta phải biết giới hạn của chúng ta, làm điều phải làm và hoàn tất điều đang làm chúng ta không có lựa chọn nào khác ông nhấn mạnh trước đó ông petkov nói nga sẵn sàng với những tiếp xúc giúp đạt được các mục tiêu của chiến dịch bằng biện pháp hòa bình thay vì hành động quân sự tuy nhiên ông nói phương tây không tạo ra cơ hội như vậy vị quan chức cho rằng pháp khó có thể là bên trung gian cho xung đột vì nước này tích cực tham gia vào đó